Xin chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay, tôi xin đọc Kinh Thánh Zona đoạn 1. Zona đoạn 1 từ câu 11 đến câu 17. Vậy họ nói rằng chúng ta sẽ làm gì với ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay trèo vào bờ, xong không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Gieo Va mà rằng, hỡi Đức Gieo Va, chúng tôi này xin Ngài, chúng tôi này xin Ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Diêu Va vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Zona quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Diêu Va họ dâng của lễ cho Đức Diêu Va và hứa nguyện cùng Ngài. Đức Diêu Va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Zona. Zona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Vâng, tôi đã đọc đến hết câu 17. Anh chị em lần này tham dự chương trình có vui không ạ? Năm 2022, Chúa đã cho chúng ta một năm mới và cho chúng ta nhiều ước mơ và lời hứa. Và năm 2022, chúng ta cũng có nhiều sự trung cậy. Và năm 2021, Đức Chúa Trời cũng đã làm nhiều phép lạ ở nơi nước Mỹ. Vì thế, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị em. Hiện tại ở Mỹ thì có rất nhiều mục sư và các hội thánh khác đang nổi lên muốn giúp hội thánh chúng ta. Đặc biệt là chương trình Celeb đang được tổ chức một cách vô cùng tích cực và Đức Chúa Trời đã mở lòng cho các mục sư và cho họ đồng lòng trong các công việc của chúng ta. Vậy mà chỉ 10 năm trước thôi, năm 2012, thì chúng tôi khi tổ chức các chương trình truyền giảng hay là hội thảo, khi đó mà chúng tôi muốn mời các mục sư khác đến, mặc dù là chúng tôi có mời nhiều mục sư đến, nhưng mà những người được mời đến thì chỉ có khoảng độ một hai người thôi. Thế nhưng mà hiện tại năm 2022 khi nhìn lại thì có thể thấy Đức Chúa Trời thông qua CLF đã làm rất nhiều việc. Đặc biệt, năm 2017, CLF đã bắt đầu ở New York. Các mục sư ở New York Khoảng 700 mục sư đã tập trung tại New York và đã có thể bắt đầu chương trình Celeb lần đầu tiên. Khi đó, thực sự vô cùng cảm động, mục sư Park Su đã chia sẻ rất nhiều mục sư khi nghe bài giảng đã nhận được sự cứu rỗi. Khi đó, tôi cũng đã thông công cá nhân với rất nhiều mục sư các mục sư đó nói rằng tin lành mà mục sư park chia sẻ rất chính xác tôi chưa bao giờ được nghe những điều này ở đâu khác chúng tôi phải giao giảng tin lành này họ nói như vậy họ vô cùng cảm động vô cùng ngạc nhiên đặc biệt khi họ nghe những lời làm chứng của mục sư park su về đức chúa trời tấm lòng của đức chúa trời trên đời sống đức tin của mục sư thì họ vô cùng ngạc nhiên và những người đó nói rằng chúng tôi muốn đồng hành với hội thánh tin lành truyền giáo và chúng tôi muốn mời các giáo sĩ các mục sư của hội thánh tin lành truyền giáo để tổ chức nhóm truyền giảng có rất nhiều mục sư đã mở lòng với chúng tôi Năm 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 19, 20, CLF đã mở rộng hơn và nhiều mục sư đã đồng hành cùng với chúng ta, đặc biệt là năm 2020 thì do dịch COVID nên chúng tôi không thể gặp trực tiếp các mục sư. Bởi vì không thể gặp trực tiếp được cho nên việc tổ chức chương trình selef trở nên hơi khó khăn đúng ra phải gặp phải thông công với các mục sư và phải tổ chức chương trình selef phải tổ chức những chương trình selef lớn nhưng mà không thể gặp các mục sư được nên chúng tôi suy nghĩ làm thế nào bây giờ? <laughs> nên chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc tổ chức, tập trung và gặp nhiều người. Nhưng khi dịch COVID bắt đầu bùng phát, thì Mục sư Park đã nói với chúng tôi rằng Mục sư đã nói về công vụ các sứ đồ mỗi đoạn trong công vụ các sứ đồ đều bắt đầu bằng sự bắt bớ hoạn nạn và khó khăn nhưng ở mỗi đoạn luôn kết thúc bằng công việc của đức chúa trời và lời làm chứng mặc dù khởi đầu luôn là khó khăn nhưng mà đức chúa trời không kết thúc bằng khó khăn mà rốt cuộc đã có phép lạ ân điển và lời làm chứng về công việc của đức chúa trời mục sư nói như vậy covid đối với chúng ta không phải là tuyệt vọng hay là khó khăn mà đó là một ý muốn lớn của chúa để chúa có thể làm việc ban đầu khi dịch covid bùng phát thì chúng tôi cũng khó để mở cửa hội thánh tất cả mọi thứ đều thay đổi thành online và kể cả chương trình Celeb thì cũng tổ chức online. Chúng tôi không thể gặp trực tiếp, không thể nói chuyện và không thể nhóm lại được. Mặc dù có khó khăn đó, nhưng mà Mục sư Park nói rằng đây chính là cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên chúng tôi đã thay đổi để có thể nhóm với các mục sư không phải là offline mà là online chúng tôi đã tổ chức chương trình CLF online khi mà tổ chức chương trình online thì có một cái điểm tốt đó là gì bởi vì là online cho nên bất cứ ai cũng có thể ngồi trong văn phòng của mình mở máy tính ra bật zoom lên và vào thôi thì dù ở bất cứ đâu trên toàn thế giới cũng có thể tham gia vào chương trình CLF này. Cho nên khi tổ chức hội thảo CLF, chúng tôi đã mời rất nhiều mục sư. Khi mời rất nhiều mục sư, vào đầu năm ngoái, chúng tôi đã mời các giám mục rất lớn của nước Mỹ hay là các mục sư là thuộc các hội mục sư hội tiên lành hay là những nhà sáng lập các hội thánh chúng tôi đã lập một danh sách ra để mời họ khi mà mời họ thì chúng tôi thấy là ở Mỹ có khoảng 3.000 mục sư có hội thánh với ít nhất là 2.000 tín đồ có nghĩa là ở Mỹ có hơn 3.000 mục sư sở hữu hơn 2.000 tín đồ trở lên người ta gọi những hội thánh đó là siêu hội thánh thì có khoảng 3.000 mục sư sở hữu những siêu hội thánh như vậy. Nếu mà muốn gặp từng người trong số 3.000 mục sư đó thì không hề đơn giản. Nhưng mà năm ngoái, khi chương trình đổi sang online, thì chúng tôi đã gửi email cho từng người trong 3.000 mục sư đó và gọi điện cho họ. Và một điều rất là kỳ lạ, những người mà trước đây chúng tôi khó gặp khi mà nhóm trực tiếp thì họ rất là bận bởi vì họ có 2.000 tín đồ nên có rất là nhiều chương trình khi mà mời đến chương trình của chúng ta thì họ lúc nào cũng bận họ rất khó để có thể dành ra được một ngày hay là một tiếng bởi vì họ rất là bận nhưng khi mà tổ chức celeb online thì rất là kỳ lạ những người đó đã ít chương trình đi các chương trình trong hội thánh ít đi nhóm của họ thì cũng đổi sang online nên họ thì có thêm nhiều thời gian thừa khi chúng tôi nói rằng chúng tôi tổ chức chương trình CLF thì chúng tôi nói về việc Lý do vì sao Mục sư Bao Su lại tổ chức chương trình Celeb và Mục sư Bao Su thì chia sẻ về phần nào? Mục sư Bao Su là tôi tớ, tớ của Đức Chúa Trời, cho nên Mục sư Bao Su chỉ chia sẻ về ngôi lời của Chúa và tin lành thôi. Lý do mà chúng tôi tổ chức Celeb là có bởi vì nhiều người dẫn dắt tin lành họ không thể hiệp một do các giáo phái giáo lý vì giáo phái giáo lý mà họ không thể hiệp một được nhưng mục sư bao su thì vượt qua những giáo lý giáo phái đó mục sư hiệp các mục sư lại trở thành một qua ngôi lời của Đức Chúa Trời. Và mục sư thì muốn chia sẻ đến toàn thế giới. Có rất nhiều người dẫn dắt tin lành và các mục sư của siêu hội thánh đã đồng ý. À, bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải tỉnh dậy. Đây là lúc các mục sư cần phải đứng dậy và phải đổi mới có rất nhiều mục sư các mục sư của hội thánh của siêu hội thánh và những người dẫn dắt cũng đã đồng ý với điều này tôi cũng muốn tham gia vào clf tôi cũng muốn tham gia vào hội thảo clf, hội thảo CLF online khi đó khi chúng ta có hội thảo CLF có khoảng 70 mục sư của các siêu hội thánh đã tham gia cho nên 70 mục sư đó các mục sư siêu hội thánh đó đã tham gia vào xelép của chúng ta nghe ngôi lời cùng thông công và họ đã mở lòng rất nhiều. Tất nhiên mặc dù không thể gặp trực tiếp nhưng mà sau, Hội thảo CLF online đó, chúng tôi vẫn liên tục gặp họ qua mạng. Chúng tôi thường xuyên gặp họ qua mạng và trở nên vô cùng gần gũi. Và khi bắt đầu có vaccine ở Mỹ, thì người ta cũng đã tiêm mũi một, mũi hai. Và bắt đầu từ đầu năm ngoái, năm 2021, Chúa cũng đã mở đường cho có thể gặp họ trực tiếp. Chúng tôi đã chuyển sang gặp trực tiếp và đã đi gặp các mục sư của các siêu hội thánh trước đã từng gặp tiếp xúc với chúng ta khi thông công và giao lưu với họ. Thì họ nói rằng họ muốn gặp chúng ta và đặc biệt họ muốn gặp mục sư Pao Su. Năm ngoái năm 2021, Mục Sư Park đã đến Mỹ ba lần. Một lần vào tháng 6, một lần vào tháng 10 và một lần vào tháng 12. Nên nước Mỹ đã nhận được rất nhiều ơn. Lần đầu tiên khi mục sư đến Mỹ khoảng vào tháng 5, thì đã rất lâu rồi mục sư mới đến, khoảng 2 năm rồi mục sư mới đến Mỹ. Từ khi bắt đầu dịch COVID thì lâu rồi mục sư mới đến Mỹ. Nên là khi đó tại New York, chúng ta đã tổ chức chương trình Celeb trong vòng 5 ngày. Nên chúng tôi đã mời các mục sư tới Mahanaim tổ chức CLF. Khi đó, chúng tôi đã mời rất nhiều mục sư đã từng tham dự chương trình CLF online của chúng ta tới Mahanaim. Khi đó, những mục sư đã được mời đến là mục sư có tầm quan trọng lớn nhất tại thành phố của mình. Ví dụ như ở bên phía Washington DC thì có mục sư Darlingston và ở phía Charlotte thì có mục sư Robin Gould tiếp theo ở El Paso thì có mục sư Larry Lamb ở phía New Orleans thì có mục sư Darren Brister những mục sư này là những mục sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại hội thánh của mình. Đó là một trong những mục sư của những hội thánh lớn nhất. Những mục sư này đã đến New York để được gặp mục sư Pao Su. Cho nên họ đã còn nhóm với mục sư Pao Su. Khi mà nhóm của mục sư, thì các mục sư này, khi nghe bài giảng của mục sư Pao Su thì vô cùng ngạc nhiên. Mục sư Derry Brister, là mục sư có tầm ảnh hưởng nhất tại New Orleans và đây là phó chủ tịch của hội Tin lành phúc âm toàn vẹn. Tổ chức này thì có một triệu tín đồ mà mục sư này là phó chủ tịch. Mục sư này muốn nghe bài giảng của mục sư Park nên đang ngồi ở phía trước. Thì mục sư Park Su đã mở kinh thánh Lê Vy Ký đoạn 4. Và thế là mục sư này rất là tò mò. Không biết là mở Lê Vy Ký đoạn 4 để nói về điều gì đây? Thì mục sư đang ngồi lắng nghe. Mục sư Park Su bắt đầu từ Lê Vy Ký đoạn 4. Rồi chia sẻ về phép đặt tay rồi chuyển sang răng bắp tít thì mục sư đó vô cùng ngạc nhiên ơ ờ, mục sư làm sao lại có thể biết rõ về kinh thánh như vậy tội lỗi này của chúng ta tội lỗi của thế gian xuất hiện trong lê vi ký đoạn 4 bởi răng Báp tít mà được chuyển sang chúa Giêsu và được rửa sạch làm sao mục sư biết rõ điều này vậy mục sư đó vô cùng ngạc nhiên và khi gặp trực tiếp mục sư Pao Su, thì mục sư này đã nhận được sự cứu một cách rõ ràng và hỏi mục sư Park, mục sư ơi, mục sư đã sống một đời sống thế nào? Mục sư dạy vào lúc mấy giờ? Mục sư sống như thế nào? Và khi nghe về đời sống mục sư Park, mục sư này cũng rất là ngạc nhiên. Rồi mục sư này nói rằng, mục sư ơi, đứng trước mặt mục sư, tôi như là một đứa trẻ vậy. Nếu mục sư đến New Orleans, thì tôi sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho mục sư. Mục sư đó đã nói như vậy. Anh chị em ơi, ở El Paso thì có mục sư Larry Lam. Mục sư này rất là kính phục mục sư Park và cũng rất là thích các bài giảng của mục sư Park và đã mời mục sư Park đến El Paso và có mục sư Edward ở Jamaica đây là một trong những mục sư có tầm ảnh hưởng nhất tại Jamaica mục sư này khi nghe bài giảng của mục sư thì đã nhận được sự cứu và vô cùng ngạc nhiên và thế rồi mục sư này nói rằng là mục sư ơi chúng ta phải cho các mục sư ở Jamaica nghe những ngôi lời này và nói rằng xin mục sư hãy chia sẻ những ngôi lời này cho các mục sư ở Jamaica. Mục sư Ababi ở Washington. Khi nghe ngôi lời Roma đoạn 3 câu 23, 24, Mục sư ơi, giao ước mới mà mục sư chia sẻ là đúng. Chúng ta không cần phải đi theo suy nghĩ của mình, mà giao ước mới mới, mới là đúng. Và mục sư đó đã nhận được sự cứu. Nên trong thời gian CLF vào tháng 6, các mục sư có tầm ảnh hưởng tại Mỹ đã nhận được sự cứu rất nhiều. Rất nhiều mục sư của các siêu hội thánh đã nhận được sự cứu. Và vào tháng 10 thì mục sư Bắc đã đến Mỹ để tổ chức CLF. Thì một điều rất là kỳ lạ. Khi đó, mục sư đã tổ chức xe lễ tại 10 thành phố thì khi đó những mục sư của những siêu hội thánh đã nhận được sự cứu vào tháng 6 vừa rồi đã đưa mục sư Park đến làm nhóm truyền giảng tại chính hội thánh của mình. Thưa các anh chị em, hội thánh của chúng ta muốn tổ chức xe lễ thì các anh chị em và mục sư ở trong hội thánh phải cùng nhau đi ra ngoài để gặp các mục sư và phải đến thăm hội thánh của họ. Đi hết hội thánh này đến hội thánh khác, thăm từng hội thánh. Phải gọi điện đến thăm rồi đặt hẹn. Phải cho người ta biết sẽ là chúng ta là chương trình gì và nếu họ mở lòng thì họ mới đến sẽ lễ Thực ra, vì thế mà muốn mời được một mục sư, hai mục sư thì phải đến gặp, nói chuyện với họ, mở lòng của họ thì họ mới đến chương trình xe lễ. Thế nhưng mà lần này thì vào tháng 10 năm ngoái thì các mục sư của những siêu hội thánh đã mời mục sư Park và cho chúng ta tổ chức xe lễ và nhóm truyền giảng tại hội thánh của họ. Một điều vô cùng cảm ơn. Đó là những mục sư đó. Bởi vì họ là những mục sư có tầm ảnh hưởng. Cho nên họ đã mời cả những người dẫn dắt tin lành khác ở xung quanh. Và những người dẫn dắt tin lành họ cũng mời tín đồ đến nữa. Thế cho nên là những mục sư đó, những mục sư của các sĩ hội thánh đã mời 400, 500 người và cả hội thánh của chúng ta cũng mời nữa. Thì mỗi thành phố mà mục sư Park đến đã có khoảng 1.000 mục sư, những người dẫn dắt tên lành cùng đến và tham gia vào hội thảo kinh thánh đó. Cho nên trong thời gian tổ chức xe lễ vào tháng 10, thì tất cả 10 thành phố bởi các mục sư của các siêu hội thánh giúp chúng ta mà chúng ta đã có thể tổ chức được những chương trình rất là lớn, rất là tốt, cùng với rất nhiều mục sư của các hội thánh khác. Thực sự vô cùng cảm tạ ơn Chúa bởi vì là do dịch Covid chúng ta rất khó có thể tổ chức xe Cách mà chúng ta vẫn mời người ta đến với xe từ trước đến nay đó là gọi điện rồi đến thăm người ta nói chuyện với người ta nói chuyện một hồi rồi nếu mà họ quan tâm thì họ sẽ đến xe Thế nhưng mà điều quan trọng là có những mục sư của những siêu hội thánh lớn tại Mỹ. Khi chúng ta đến gặp họ thì luôn bị họ từ chối bởi vì họ rất là bận và thư ký của họ thì cũng không chịu đặt lịch hẹn cho chúng ta rất là khó để gặp được họ. Nhưng mà mục sư Park nói rằng CLF không phải là sự rửa xả mà là sự chúc phước anh chị em ơi, qua điều này thì công việc của tin lành sẽ có thể được phát triển. Mục sư đã nói như vậy. Chúng tôi đã theo lời đó và bước đi theo hướng online. Thì khi bước đi theo lời đó, có rất nhiều mục sư của những siêu hội thánh đang di chuyển đất nước Mỹ. Khi chúng tôi đến gặp họ, thì các mục sư này, hóa ra họ lại không có nhiều việc. Họ cũng quan tâm đến chương trình CLF của chúng ta, tham gia chương trình CLF. Khoảng 70 mục sư của những siêu hội thánh đã tham gia với chúng ta, và trong đó có nhiều mục sư. Khi chúng ta tổ chức CLF trực tiếp, họ đã đến, họ đã nhận sức cứu và họ cũng muốn giúp đỡ chúng ta. Và khi họ quay về, Lần sau khi có celeb thì chính họ làm tại hội thánh của mình họ tập trung 1 nghìn hai nghìn người đến mời mục sư park đến rồi cho chúng ta có thể tổ chức celeb tại đó và thế rồi vào năm ngoái thì mục sư pao su nói là mỗi một bang thì sẽ có 100 mục sư nổi lên để giúp đỡ chúng ta. Thưa anh chị em, ở Mỹ thì có tất cả là 50 bang. Tại 50 bang này, nếu mỗi bang nổi lên 100 mục sư giúp đỡ chúng ta thì tất cả là 5 000 phải không ạ? À? Và để có thể nổi lên được 100 người giúp đỡ chúng ta thì đó là một điều không hề đơn giản. Như lúc nãy tôi cũng đã nói với các anh chị em, để gặp được một mục sư thì phải đến hội thánh đó nói chuyện với họ. Chúng ta phải giải thích cho họ biết CLF là gì. À, tốt quá. À, mục sư Pao Su, thật là tuyệt vời. Mục sư Pao Su chia sẻ như vậy à. À, à chia sẻ với tin lành của chúa à. à và tấm lòng của họ phải, phải thấy rằng đức chúa trời muốn đồng, để... đồng hành cùng chương trình celeb này thì họ mới tham gia với chúng ta họ phải có lòng như vậy thì mới đồng hành cùng với chúng ta và, và chúng ta phải có quan hệ với họ thật lâu thì họ mới giúp đỡ chúng ta được nên để có một mục sư nổi lên giúp đỡ chúng ta thì là một việc hơi khó trong lòng tôi đức chúa trời từ trước đến nay đã làm rất nhiều việc mà chúng ta không thể làm được trong thời gian đại dịch mục sư pao su giống như mục sư đã nói đức chúa trời đã giúp đỡ và làm rất nhiều việc thế nhưng mà khi tôi tới chúa nói rằng mỗi bang sẽ nổi lên một mục sư giúp đỡ chúng ta thì ban đầu tôi nổi lên một cái tấm lòng là muốn một trăm mục sư nổi lên giúp đỡ chúng ta vậy thì chúng ta phải đi gặp một trăm mục sư và sẽ tốn hết tất cả là bao nhiêu thời gian đây đột nhiên thì tôi nổi lên tấm lòng đó nhưng thưa anh chị em tấm lòng đó là tấm lòng mà đức chúa trời không hề vui lòng cho nên chúng tôi, mặc dù có tấm lòng như vậy, ôi, muốn làm như vậy thì mất nhiều thời gian lắm. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải gặp bao nhiêu mục sư đây? Ban đầu mặc dù nổi lên cái lòng như vậy, nhưng mà chúng tôi đã bỏ đi lòng đó và cứ bắt đầu bước đi. Thế nhưng mà năm nay, năm tháng 11, tháng 12, chúng ta đã có Christmas Cantata đúng không ạ à? sau hai năm mới tổ chức thế nhưng mà chương trình Christmas Cantata đó khi chúng ta tổ chức thì đức chúa trời Christmas Cantata lần này thì chúng tôi đã nhìn thấy chúa dẫn dắt một cách rất mới lần này chúng tôi đã tổ chức tại năm thành phố Albuquerque El Paso San Antonio Houston và Dallas tại năm nơi như vậy. Cantata năm nay thực sự rất là đặc biệt. Houston, Houston, Houston. Như anh chị em cũng biết, Houston, Houston. ở nơi Albuquerque có 4.000 người, El Paso là 6.000 người, San Antonio là 8.000 người, Houston là 10.000 người. Có rất nhiều người đã đến để xem Cantata. Khi tổ chức cantata, thì chúng tôi đã gửi những cái lá thư tới từng người một. Sau đó thì cũng mời các mục sư cũng qua các đài truyền hình và đài phát thanh mà mời người ta. Lần này, có rất nhiều mục sư đã bắt đầu giúp đỡ chúng ta. Họ đã giúp đỡ và Đức Chúa Trời đã giúp đỡ chúng ta bằng những cách mà chúng ta không hề nghĩ tới. Khi đi đến Albuquerque, thì tôi đã nói chuyện cùng với mục sư Lee. Mục sư Lee Dong-won ở Albuquerque nói rằng ở Albuquerque có một mục sư có tầm ảnh hưởng nhất trong số các mục sư nói tiếng anh đó là mục sư Richard Vance tôi cũng đã một lần từng đến hội thánh của mục sư này hội thánh đó thực sự rất là lớn họ đã mua hẳn một trung tâm thương mại lớn để đổi nó thành hội thánh đó là mục sư có tầm ảnh hưởng nhất tại Albuquerque mục sư này. Đã xem Christmas Cantata của chúng ta 5 lần hay sao? Cho nên mục sư đó đã nói rằng Mục sư Pao Su và Christmas Cantata này chính là tin lành Tôi rất là thích Christmas Cantata này và Mục sư Richard Mansfield nói rằng là năm ngoái, năm 2021, vào tháng 10, khi Mục sư Pao Su đi tour qua 10 thành phố, thì Albuquerque cũng là một trong 10 thành phố đó. Khi đó, Mục sư Richard và Mansfield đã thông cơ với Mục sư Pao Su và đã nhận được sự cứu rỗi một cách rõ ràng. Và Mục sư đó nói rằng là Tôi rất yêu tin lành. Tôi muốn làm việc của tin lành. Thế nhưng mà mục sư Pao Su chẳng phải đang giao giảng tin lành hay sao? Cho nên là nếu như tôi giúp đỡ mục sư Pao và Christmas Cantata thì đây là tôi đang giúp việc của tin lành rồi. Vậy thì đây là tôi đang làm việc của tin lành rồi. Cho nên tôi sẽ giúp Christmas Cantata. Thế là khi tổ chức Christmas Cantata, mục sư này đã mời nhiều người đến xem, rồi tuyển tình nguyện viên cho chúng tôi, và cũng đã hỗ trợ cho chương trình. Mục sư này đã giúp cho chương trình về tất cả mọi mặt. Mục sư này thì có một hội tin lành và mục sư này chính là chủ tịch của hội đó. Nhưng mà lần này mục sư này đã nói với tất cả các mục sư trong hội tin lành đó này chúng ta phải làm việc tin lành chúng ta phải giúp Cantata chúng ta phải giúp Cantata thì mới là giúp việc tin lành nên mục sư Richard Mansfield mặc dù chúng tôi không bảo nhưng mà đã khiến cho tổ chức đó giúp đỡ chúng tôi cho nên các mục sư ở trong hội đó cũng cùng đứng lên các tín đồ của hội thánh đó và các thầy của hội thánh đó cũng đã quảng cáo để giúp đỡ cho chúng tôi và thế rồi họ nói rằng chúng ta thì có đài, đài truyền hình tiết lành mà hãy quảng cáo về Cantata. Chúng ta có đài truyền hình mà hãy quảng cáo về Cantata. Thế là họ đến các đài phát thanh quảng cáo về Cantata, đến các đài truyền hình quảng cáo về Cantata. Họ cũng đã góp tiền vào với nhau để tài trợ cho Cantata. Thế rồi họ đã làm ra Cantata. Ở Albuquerque, có một hội thánh lớn nhất là một hội thánh nói tiếng tây ban nha mục sư của hội thánh đó là mục sư ruben tôi đã đến và nói với họ thì họ trả lời rằng tôi đã xem katata bảy lần rồi đây chính là tin lành cho nên tôi đã nói với các tín đồ hội thánh tôi rồi hội thánh đó thì có bốn ngàn tín đồ các anh chị em ơi, các anh chị em đến Kandata thì không được đến một mình đâu nhé. Khi đến thì nhất định phải mời một người mới, người chưa nhận được sự cứu, người chưa gặp Chúa Giêsu đến. Mọi người nhớ chưa? Tín đồ của hội thánh đó là 4.000 người. Mỗi người dẫn thêm một người nữa đến thì sao? Cái hội trường ở Ebokoki là 4.000 chỗ. Thì tự, trong lòng tôi suy nghĩ là, ôi, nếu mà đến hết thì không được đâu, đến vừa thôi. Và thế rồi. Chính mục sư Tây Ban Nha đó cũng đã nói với rất nhiều mục sư nói tiếng Tây Ban Nha ở xung quanh là hãy tham dự cantata này. Và điều quan trọng là lần này tại Eberkirche thì các tổ chức tin lành họ đã dịch nên, chuyển khoảng bốn năm mục sư đã giúp đỡ chúng ta và làm ra chương trình cantata khi đến el paso thì có ba mục sư nói tiếng tây ban nha là người có ảnh hưởng nhất tại đó đó là mục sư hoe palomino mục sư mario và một mục sư nữa ba mục sư này đã nói với các mục sư nói tiếng Tây Ban Nha tại El Paso và từ El Paso đi xuống một chút là biên giới với Mexico, đó là Juarez. Thì các mục sư này nói với cả các mục sư tại Juarez. Thế là có rất nhiều mục sư nói tiếng Tây Ban Nha ở trong hội tin lành đó đã được mời. Chúng ta phải giúp đỡ chương trình Cantata này ở El Paso. Họ nói như vậy. Ở El Paso, trước khi tổ chức Cantata, thì dàn hợp sướng với các staff đã duyệt trong vòng khoảng 3 ngày. Nếu mà duyệt thì phải có nơi để ăn cơm. Cũng cần một căn bếp lớn. Và cũng cần nơi để cho các staff có thể ngủ được nhưng mà hội thánh của chúng ta ở El Paso thì vẫn chưa lớn đến như vậy bếp cũng nhỏ nơi nhóm cũng nhỏ cho nên khó để làm được việc đó nhưng mà các mục sư các mục sư ở El Paso hỏi các thầy ở El Paso là có cần cái gì không nên mục sư lee trả lời rằng chúng tôi cần nơi cho các staff có thể ngủ được xin giúp chúng tôi với thì có một mục sư à chúng tôi. Khi mà có nhiều người đến, thì chúng tôi có một nơi để cho khách ngủ. Vậy thì bây giờ đang trống, mọi người hãy sử dụng nơi đó đi. À, chúng tôi đang cần nhà bếp. Thì có một mục sư Trung Quốc nói rằng hãy dùng nhà bếp của chúng tôi. Ôi, chúng tôi có nhiều đồ ăn quá, cần một cái tủ đông. À, chúng tôi ở đây có một cái xe đông lạnh. Hãy mang đến hội thánh khởi động lên, cho nó mát, rồi cho đồ ăn vào đấy đi. Và thế rồi, các mục sư ở El Paso đã giúp đỡ chúng tôi. Cả tổ chức đó đã cùng dịch chuyển và giúp đỡ chương trình Katata ở El Paso. Cho nên lần này, đã có sáu 000 người đến. Có rất nhiều người đã không được vào xem. Khi tới San Antonio, có mục sư Jean Loeffler và mục sư Charles đã từng gặp mục sư Bao Su. Hai mục sư này là hai người chủ tịch của hai tổ chức tin lành lớn khác nhau. Cả hai mục sư đều là nói tiếng Anh và có thể nói đây là chủ tịch của những hội tin lành lớn nhất San Antonio mà đây là hai hội khác nhau. Và mục sư Jean Loeffler, sau khi nghe bài giảng mục sư Park nhận được sự cứu, thì mục sư đó đã nói với tất cả các mục sư trong hội của mình, chúng ta hãy tổ chức căn Tôi đã xem cantata bảy 7 lần rồi. Chúng ta hãy tài trợ cho chương trình cantata này. Thế là hội của mục sư Jean Loeffler và hội của mục sư Charles đã cùng đứng lên và khoảng hơn 100 mục sư đã bắt đầu đứng lên để giúp đỡ chúng ta và có một người giám đốc đài phát thanh tên là sao đi đã xem ta của chúng ta 7 lần mục sư đó liên tục quảng cáo về chương trình đó cho chúng ta qua đài phát thanh San Antonio không phải là một thành phố nhỏ là một thành phố rất lớn thực ra hội thánh của chúng ta rất khó để có thể đến tất cả mọi nơi trong thành phố San Antonio thế nhưng mà khi các hội tin lành dịch chuyển các mục sư đó giúp đỡ các mục sư đó truyền thông các mục sư đó đã quyên góp tiền đưa cho mục sư hội thánh chúng ta và các mục sư đó đã quảng cáo trên radio cho chúng ta nên khác với cách mà chúng ta quảng cáo từ trước đến nay họ đã làm cho cả thành phố San Antonio phải dịch chuyển thưa anh chị em tôi thì suy nghĩ như thế này khi mục sư nói là ở mỗi bang sẽ có 100 mục sư nổi lên giúp đỡ chúng ta thì ban đầu tôi nổi lên suy nghĩ là để cho có 100 mục sư thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải gặp bao nhiêu mục sư thì trong đó mới có đủ 100 mục sư nổi lên để giúp đỡ chúng ta đây. Thế nhưng mà thưa anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài không làm việc bằng cách đó. Đức Chúa Trời thì không làm giống như những gì mà tôi suy nghĩ mà ngài làm giống như cách của ngài từ trước đến nay chúng tôi đã mang những cái quan niệm của mình để cố gắng đi gặp các mục sư thì rất nhiều mục sư mở lòng với chúng ta các mục sư của các sư hội thánh các mục sư của các hội tin lành đã vận động các mục sư của chính tổ chức của mình nói rằng chúng ta phải giúp đỡ cantata giúp đỡ cantata là giúp việc tin lành thì họ đã làm dịch chuyển tất cả nhiều mục sư như vậy để giúp đỡ chúng ta anh chị em ơi mỗi một bang có khoảng 100 mục sư đã nổi lên và bắt đầu giúp đỡ chúng ta chúng tôi không, không hề đi gặp bộ nhiều bộ mục sư nhưng mà những mục sư đó đã nổi lên mỗi một bang thì có ba bốn mục sư đó nổi lên và khiến cho các mục sư, mục sư ở mục 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 sư chính trong tổ chức của mình để giúp đỡ chúng tôi còn ở Houston, chúng tôi đã thuê một cái sân bóng rổ NBA, tên là Toyota Center. Nơi đó rất tốt. Thế nhưng mà, cái Toyota Center đó, khi tổ chức ở đó một ngày, thì tiền thuê là 2 tỷ 9. Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ôi, một sư bác xong tức, bao nhiêu tiền ạ à? hai tỷ chín ạ. À? ôi rất khó để có thể có được số tiền này mà. thế nhưng mà một điều rất là kỳ diệu. chúng tôi khi mà thuê cái hội trường hai tỷ chín đó thì đức chúa trời phải chuẩn bị cho đức chúa trời phải cho số tiền đó đúng không ạ? Năm nay thì các anh chị em cũng đã đóng góp rất nhiều, nhưng rất khó để có thể đủ được số tiền đó. Bởi vì hội thánh vẫn chưa phải là hội thánh lớn, nhưng mà rất là kỳ diệu mà. Mỗi ngày thì Chúa cho khoảng 2.000 đô tiền tài trợ. Những mục sư mà chúng tôi đã biết từ trước đến nay thì họ đã viết cho những tờ ngân phiếu có người thì 500 đô, 1.000 đô, 1.500 đô rồi nói rằng tôi muốn giúp Cantata. Rất nhiều mục sư họ đã góp tiền đưa cho mục sư Park Sang Đốc. Và thế rồi chúng tôi đã đủ 125.000 đô. Rất nhiều mục sư đã giúp đỡ. Cho nên chúng tôi đã có thể thuê được cái sân vận động lớn đó với sức chứa 10.000 người và cũng đã có đủ khán giả đến xem. Thưa anh chị em, khi mục sư nói là hãy tổ chức CLF, ban đầu thì tôi có lòng là mục sư ơi, các mục sư ở Mỹ rất là kiêu ngạo. Họ không muốn cùng làm việc với chúng ta đâu. Họ không nghe chúng ta nói đâu. Tôi đã có suy nghĩ như vậy. Khi đó mục sư không hề lui lại, không đâu. Các mục sư ở Mỹ rất là đơn sơ. Hãy đến và nhận họ đi. Trong lòng của chúng tôi, trong lòng của tôi. Ôi mục sư ơi, các mục sư ở Mỹ, chắc họ không nghe chúng tôi nói đâu ạ. À. Thế nhưng mà khi mục sư đấu tranh với lòng của chúng tôi và khi chúng tôi bỏ lòng mình đi và đặt chân bước đi, 2017, thì năm 2017, trước đó, chỉ có một, hai mục sư đến thôi. Nhưng mà khi tổ chức CLF năm, năm 2017, thì đã có 700 mục sư đến. Khi tổ chức online, khi không thể nào gặp trực tiếp người ta được, ôi, bây giờ chúng ta phải tổ chức CLF sau đây? Đây không được. phải là sự rủa xả đối với chúng ta mà là sự chúc phước. Hãy giản dĩ gặp các mục sư, tổ chức mục qua online và ra? hãy nhận các mục sư đang dẫn dắt nước Mỹ. Mỹ. Thế rồi chúng tôi đã đi gặp các mục sư lớn. Chúng tôi đã gửi email và gọi điện đến 3.000 mục sư, và trong đó chúng tôi đã thấy 70 mục sư quan tâm. Thế rồi, khi đã tiêm vaccine và gặp họ, thì những người đó nói rằng muốn mời mục sư Paulso đến hội thánh của mình. Họ đã tổ chức nhóm truyền giảng ở hội thánh của chính mình. Có 1.000 người mới đến Mục sư Baosu khi truyền đạt tấm lòng của Đức Chúa Trời cho chúng tôi, mỗi bang sẽ nổi lên 100 người giúp đỡ chúng ta. Và thế là đã có 100 mục sư nổi lên giúp đỡ chúng ta. Thưa anh chị em, ngày hôm nay tôi đã đọc Kinh Thánh Jonah đoạn 1. Jonah đoạn 1 này, đây là câu chuyện mà anh chị em đều biết. Chúng ta xem ở đây, Jonah đoạn 1. Câu 15 chúng ta cùng xem. Đoạn họ bắt Zona quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Gieo Va, họ dâng của lễ cho Đức Gieo Va và hứa nguyện cùng Ngài câu 17. Đức Gieo Va sắm sửa một con cá lớn đặng nốt Jonah, Jonah ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Họ đã quăng Jonah xuống. Đức Chúa Trời đã nói với Jonah, người hãy đi đến nơi thành Ninive. Đức Chúa Trời ý muốn của Chúa là muốn thay đổi những người ở thành Ninive. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói với Jonah là hãy đi đến thành Ninive. Nhưng mà Jonah thì lại không muốn đến đó. Cho nên, Jonah đã đi đến Tadesi. Chúng ta xem. Giả sử như đây là một chiếc tàu, bên này là Ninive, còn bên này là Taresi. Zona đáng ra phải đi Ninive, nhưng mà Zona không đi Ninive, mà Zona lên chiếc tàu đi Taresi. Cho nên bây giờ chiếc tàu này đang đi đến Taresi. Anh chị em ơi, khi đi đến Taresi, thì Đức Chúa Trời Muốn là Jonah không đi đến Tarasi mà đi đến Ninive. Đức Chúa Trời đã cho chiếc tàu này gặp bão và bây giờ chiếc tàu này đã gặp bão và sắp sửa bị vỡ ra rồi. Anh chị em ơi, có rất nhiều người nói rằng khi làm sai một cái gì đó, thế thì ai là Jonah? Chúng ta đang làm một việc mà việc lại không được. Vậy thì ai là Jonah? Họ đã ném Jonah xuống. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời, qua Jonah này có một điều muốn nói với chúng ta. Đó là gì? Jonah, khi đang đi trên chiếc tàu này, thì Zona không thể nào thấy được điều mà Đức Chúa Trời đã Chà, chuẩn bị đã cho mình. mình. Bây giờ Zona đang đi Tadesi, đang ở trên ta tàu. Ta Khi ta đang ở trên ta tàu, ta thì tấm lòng thay đổi. À, à tôi từ tôi trước tôi đến nay, đúng ra là mình phải đi Nineveh, nhưng mình lại đi Tadesi rồi. Mình phải thay đổi lòng thôi. Nếu như mà tấm lòng thay đổi như vậy, mặc dù tấm lòng đã thay đổi, nhưng mà Điểm đến cuối cùng vẫn là Tareci. Ôi, tôi đã làm sai rồi. Tôi xin được ăn năn. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà vẫn đang ở trên tàu Tareci. Thì tôi sẽ không bao giờ đi Ninive được. Và sẽ đi đến Tareci. Anh sẽ chúng ta cùng làm thế này. Chiếc tàu này chính là chiếc tàu suy nghĩ. Khi chúng ta đang ở trên chiếc tàu suy nghĩ này, thì chúng ta chỉ có thể gặp kết quả của suy nghĩ. Hãy giảng tin lành cho các mục sư ở Mỹ và nhận các mục sư ở Mỹ mục sư ơi, các mục, mục sư ở mỹ rất là kiêu ngạo tôi đang đi trên chiếc tàu mang tên các mục, mục sư ở mỹ rất kiêu ngạo vậy thì khi tôi có gặp các mục, mục, sư, mục, mục sư ở mỹ và truyền đạo, đạo mở cho mở họ mở thì chúa cũng không thể nào mở làm mở việc được bởi vì mở là mở tôi mở vẫn mở đang đi trên mở chiếc mở tàu mang tên suy nghĩ của mình cho nên đức chúa trời đã nói như thế nào với Jonah? hãy nhảy ra khỏi chiếc tàu suy nghĩ của ngươi tại sao lại có bão biết không ạ có phải là bởi vì ghét Jona không hay là vì Jona đã làm sai không phải đâu để cho Jona có thể nhảy ra khỏi chiếc tàu mang tên suy nghĩ của mình anh chị em ơi bởi vì khi chúng ta đang ở trên chiếc tàu suy nghĩ này thì chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp phải kết quả của suy nghĩ đó trong hội thánh chúng ta tôi tớ của chúa sẽ nói với chúng ta các anh chị em là những người giảm tin lành số một thế giới anh chị em sẽ là những người làm việc tin lành thay đổi thành phố này ôi làm sao mà tôi có thể là một người làm việc tin lành được tôi đau lưng lắm tôi không đi đâu được làm sao mà trở thành người làm việc tin lành tôi bị đau lưng tôi bị đau chân tôi rất là khó khăn không được đâu nếu như mà đi trên chiếc tàu suy nghĩ đó thì sẽ không thể nào làm được. Chắc chắn sẽ không thể làm bất cứ điều gì được, bởi vì vẫn đang đi trên chiếc tàu suy nghĩ đó. Thỉnh thoảng, ôi chắc là mình làm được, à, tôi sẽ thử. Thế nhưng mà, một bên trong tấm lòng, nhưng chắc mình không làm được đâu, nhưng mình không biết kinh thánh mà, ôi nhưng mà... Mình không được khỏe, chắc là mình không làm được. Nếu như mà đang đi trên chiếc tàu suy nghĩ này, thì chỉ có thể gặp kết quả của tấm lòng đó mà thôi. Cho nên, chúng ta cần phải nhảy ra khỏi chiếc tàu suy nghĩ này. Khi mà muốn nhảy ra khỏi chiếc tàu, thì nhìn thấy có biển. Ngoài biển không có gì nữa. Và rõ ràng, bây giờ Jonah đang cách xa Ninive bao xa? Đã qua 2-3 ngày rồi. Thế thì cứ cho là đã nhảy xuống rồi. Vậy thì làm thế nào để có thể đi đến Ninive? Bây giờ bên ngoài của chiếc tàu chỉ là biển mà thôi. Cứ cho là nhảy. Thì người ta cũng đâu có cho Jonah một cái xuồng nào đâu. Cho nên, Jonah cảm thấy rất là mờ mịt. Nhìn ra bên ngoài thì chỉ nhìn thấy rất là tối đen, không thấy gì hết. Ôi, mình đâu có biết bơi. Nếu mà mình biết bơi thì chăng nữa, làm sao mình có thể bơi để đi đến nơi đó được? Mình không làm được, không làm được. Mình rất sợ hãi. Nhớ mình chết thì sao? Jonah đang bị chìm trong cái suy nghĩ đó. Cho nên không thể nhảy từ đó xuống được mà đang có bão? Jona, hãy nhảy xuống đi. Nếu mà, mà nhảy xuống thì làm sao tôi đi đến Ninive được. đang trên đường đi tôi chết thì sao. đây là cái sự lo lắng của chúng ta. khi chúng ta muốn nhảy ra khỏi cái con tàu suy nghĩ chúng ta là những người làm việc tỉ lạnh số một thế giới Lần này, giống như ngôi lời năm mới, David bị sự hoạn nạn lớn, nhưng được sức mạnh nơi Đức Gê hô Va. Khi chúng ta đặt chân bước đi, tiến về phía trước thì có rất nhiều điều Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta thì cứ chìm trong việc xiếc lắc đã bị đốt. Nhưng mà anh chị em ơi, Zona, khi quăng mình xuống biển mà không thấy cái gì hết, ôi oh, kệ thôi mà ở gzent, đó khi mà nhảy xuống biển đó đoạn, khi chúng ta, ta nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đó mặc, th pronoun, dù, mặc dù chúng Mäd, ta không thể thấy được gì <ích> nhưng mà bên dưới nước đó thì đã có một con cá lớn mà đức trời đã chuẩn bị sẵn nếu quan trọng là chúng ta không thể nào nhìn thấy được con cá lớn mà Đức Chúa Trời đã Đó, chuẩn bị sẵn. Không thấy thì chẳng lẽ là không có hay sao? Không phải. Nó có. Cho nên Đức Chúa Trời đã nói thế nào? Hãy nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đi. Vậy thì sẽ có con cá mà ta đã chuẩn bị sẵn. Ôi, con có nhìn thấy gì đâu? Chúa ơi, con không thấy gì cả. Dù có thấy hay không. Hãy cậy vào lời của Chúa mà nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đi. <Sý> Nếu như mà không nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ thì con cá đó sẽ không thể nào dẫn chúng ta đi được <Sý> anh chị em ơi là... bây giờ vậy thì 지금... anh chị tôi, em đang tôi, đi trên con tàu suy nghĩ gì ô tôi, tôi không làm được tôi rất là yếu tôi không biết giàn tin lành tôi đã thử rồi nhưng có được đâu Anh chị em có đang đi trên chiếc tàu đấy hay không? Nếu vậy, thì Đức Chúa trời bảo rằng anh chị em hãy nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đó. Nhưng mà, đúng là tôi không giảng tin lành được thật mà. Ta biết rồi. Cho nên ta mới bảo ngươi hãy nhảy xuống. Cho nên khi mà chúng ta nhảy tõm xuống một cái, thì chúng ta sẽ bị đớp lấy. Con người ta có thể nín thở được được 2 phút hay không ạ? À? cho nên là khi vừa mới nhảy tùng xuống một cái thì con cá nó đã đớp ngay lấy, nó bơi 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 và từ khi đó con cá này nó đã đưa Jonah đi về Ninive Anh chị em ơi, đấng phải đưa Jonah về Nineveh là Đức Chúa trời. Đáng phải đưa Jonah về Ninive là Đức Chúa Trời. Khi mà mục sư nói là sẽ nổi lên 100 mục sư, thì người phải làm cho giấy lên 100 mục sư, chính là Chúa Giêsu Christ, không phải là chúng ta. Thế nhưng mà Chúa Giêsu thì nói như thế nào với chúng ta? Ngươi hãy tin và hãy nhảy ra khỏi cái suy nghĩ không được đi. Trong thời gian Cantata lần này thực sự Đức Chúa Trời đã giấy các mục sư ở Mỹ lên và làm việc. Thực sự, điều đó là Đức Chúa Trời làm. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta tin. Cho nên, chúng ta hãy xem ở Zona đoạn 1 câu 17, Đức Zeova sắm sửa một con cá lớn. Đúng rồi. Trước khi Zona nhảy xuống, thì đức chúa trời đã sắm sửa con cá lớn rồi CLF hay làm việc với các mục sư clf đi đức chúa trời đã chuẩn bị các mục sư cùng làm việc với CLF rồi dịch <laughs> covid không phải là sự rủa xả và khi chúng tôi bước đi ra ngoài thì có rất nhiều mục sư của siêu hội thánh đã được sắm sửa sẵn khi nói sẽ nổi lên một trăm mục sư thì họ đã được sắm sửa sẵn anh chị em ơi vậy thì đức chúa trời nói rằng anh chị em là những người truyền đạo yêu mến tin lành các ngươi có thể làm được mọi việc khi chúa nói như vậy thì có phải là chúa bảo chúng ta hãy cố gắng làm như vậy hay không không đâu đức chúa trời đã chuẩn bị sẵn con cá rồi thì giống như vậy chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta nên chúa mới nói với chúng ta hãy nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đi như vậy thì ngươi sẽ có thể gặp được những điều mà ta đã chuẩn bị sẵn. Năm ngoái, năm 2021, Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc trên chúng tôi. Ra chúng tôi cũng chẳng có làm gì. Có một điều duy nhất chúng tôi đã làm, đó là cậy vào lời của tôi tới Chúa và nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đó. Và chúng tôi đã có thể nhìn thấy con cá lớn mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, sẵn làm việc cho chúng tôi. Nên tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa. Những việc mà Đức Chúa Trời làm thực sự vô cùng rõ ràng. Nên hôm nay tôi xin được chia sẻ đến đây. Tôi xin cầu nguyện và kết thúc. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho các anh chị em tham dự vào cắm trại này. Thực sự giống như là Jonah, để cứu những người nơi thành Ninive mà được sử dụng là một người hầu việc tin lành. Chúng con vẫn đang đi trên chiếc tàu mà tên suy nghĩ đi tới Taresi nhưng mà Chúa bảo chúng con hãy nhảy ra khỏi con tàu suy nghĩ đó. Nên chúng con tin rằng con cá lớn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng con sẽ dẫn dắt chúng con làm được những việc mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn.